Câu 72, điện phân với điện cực trơ và màng ngăn xốp, dung dịch gồm CuSO4 và NaCl. Tỷ lệ mol tương ứng là 1:3 với cường độ dòng điện 1,34A. Sau thời gian T giờ, thu được dung dịch Y chứa hai chất tan, có khối lượng giảm 10,375g so với dung dịch ban đầu. Cho bột nhôm dư vào dung dịch Y, thu được 1,68 lít khí hydro. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, hiệu suất quá trình điện phân là 100%. Bỏ qua sự hòa tan của chất khí trong nước và sự bay hơi của nước, giá trị của T là có 4 đáp án, A là 4, B là 7, C là 6 và D là 5. Bây giờ cô cho các em thời gian để đọc lại đề và tóm tắt đề. Các em cần lưu ý với cô ở đây này là đề đây là dạng bài toán điện phân, không phải là kiểu điện phân mà khi nước bắt đầu điện phân ở hai điện cực thì dừng. Mà đây là đề cho là khối lượng dung dịch sau khi điện phân giảm 10,375g so với dung dịch ban đầu. Thì trước khi là chúng ta làm, coi như chúng ta chưa có gì nghe. Là cô có CO4 với NaCl, CuSO4 sẽ là amon, thì NaCl sẽ là 3A. Hai ion có khả năng bị điện phân đó là CO2 cộng và Cl trừ. Như vậy là số mol E của CO2 cộng sẽ là bao nhiêu? Là 2A này. Còn số mol E của Cl trừ sẽ là 3A. Như vậy ở tại cathode và anode bị điện phân thì chắc chắn CO2 cộng bị điện phân hết trước Cl trừ. Vì số mol E của Cl trừ tới 3A lớn hơn CO2 cộng. Bây giờ này ta cứ xét theo thứ tự nha. Là tại cathode á, theo đúng quy luật là tại cathode là CO2 cộng sẽ bị điện phân này. Sau đó là sẽ đến nước bị điện phân nè. Còn tại anode thì ai bị điện phân trước? Đương nhiên là Cl trừ điện phân trước. Sau đó là đến nước bị điện phân nè. Đồng ý chưa? Mà khi như nãy cô đã nói là nếu mà điện phân hết chẳng hạn thì chắc chắn CO2 cộng sẽ hết trước. Và cô có này cái dung dịch cô thu được này. Cô chưa biết điện phân tới đâu nha. Dung dịch cô thu được là chắc chắn có gì? Chắc chắn là có. Thứ nhất là SO4 2 trừ Na cộng. Chắc chắn là có SO4 2 trừ và Na cộng. Vậy thì để mà dung dịch thu được nha. Để yêu cầu nghe. Để yêu cầu là có hai chất tan. Để yêu cầu bắt buộc phải có hai chất tan mà các em biết nè. Số mol SO4 2 trừ là mấy? Là A. Mà số mol Na cộng là bao nhiêu? 3 nè. Thấy chưa? Số mol SO4 2 trừ là A. Na cộng là 3A. Như vậy á, là nếu cô cho Na cộng kết hợp với SO4 2 trừ, tức là cô dùng bảo toàn điện tích đi. Giải thích cho chẳng dễ. Bảo toàn điện tích nè. Là điện tích ion dương là mấy? Tổng điện tích ion dương là nhiều. Tổng điện tích ion dương á là các em biết là bằng 3 lấy số mol nhân hóa trị nha. Và tổng điện tích ion âm là nhiều? Tổng điện tích ion âm là nhiều? Là 2 nhân A là 2A. Như vậy là trong cái dung dịch thu được đó, như ra là dung dịch thu được nè là thiếu ion âm. Đồng ý chưa?
Vì trong một dung dịch bao giờ nó tồn tại là ion, điện tích ion dương phải bằng điện tích ion âm, mà bây giờ điện tích Na cộng nó dư. Như vậy là đề chỉ yêu cầu có hai chất tan thôi, mà trong dung dịch chắc chắn có Na cộng và chắc chắn có H4 hai trừ, là đã có một chất tan, là đã có một chất tan là Na2SO4, đã có một chất tan là Na2SO4, mà ion Na cộng vẫn còn dư, ion Na cộng còn dư. Như vậy là để có hai chất tan thì bắt buộc phải có thêm một ion âm nữa, phải có thêm một ion âm nữa, đúng không? Như vậy là từ cái điều này nè, cô có thể khẳng định được chắc chắn là CO2 cộng là bị điện phân hết. Đó, CO2 cộng là bị điện phân hết rồi. Như vậy vấn đề còn lại ở chỗ là Cl trừ có điện phân hết hay không? Cl trừ có bị điện phân hết không? Ở đây theo các em là hết hay không hết? Ở đây cô khẳng định với các em là Cl trừ sẽ hết. Vì sao Cl trừ hết? Cl trừ sẽ bị điện phân hết. Đây là cô đang phân tích đề nghe, sẽ bị điện phân hết, đồng ý chưa? Vì dung dịch sau điện phân hòa tan được Al, đó điểm mấu chốt là ở vậy á. Dung dịch sau điện phân được hòa tan được Al, mà các em biết rồi, Al không bị ion SO4 hai trừ, không bị Na cộng điện, không bị SO4 hai trừ hòa tan, không bị Na cộng hòa tan, không bị Cl trừ hòa tan. Trong cái phần mà điện phân này á, có hai ion có khả năng hòa tan được Al, đó chính là OH trừ và H cộng. Các em biết Al có thể bị hòa tan bởi ai đây? Trong bài này Al có thể bị hòa tan bởi H cộng hoặc là OH trừ, được chưa? Mà cái dung dịch là đang thiếu ion gì mà dung dịch thu được? Đang thiếu ion gì đây? Thiếu ion âm. Như vậy cô suy ra dung dịch sau điện phân có gì đây? Có Na cộng là 1, có H4 hai trừ là 2 và OH trừ là 3. Na cộng là 3 mol nè, H4 hai trừ là A mol nè, được chưa? Vậy bảo toàn điện tích cô sẽ tính được. Các em, bạn nào nhẩm ra nhanh thì nhẩm nha. Cô phải giải thích ra, không là các bạn, nhiều bạn không hiểu về chỗ này. Là 3A nhân 1 bằng A nhân 2 cộng 1 nhân số mol OH trừ. Vậy từ đó cô tính được số mol OH trừ là bằng bao nhiêu? Bằng A, đúng chưa? Đồng ý chưa? Rồi, vậy xong ha. Xong cái phần phân tích đề ha. Bây giờ cô sẽ tóm tắt đề lại ha. Như vậy là các em xem nghe, như vậy là lúc đầu là cô có dung dịch chứa 4 ion nè, điện phân nè. Thì cô sẽ thu được dung dịch mới chứa hai chất tan. Thì hai chất tan đó là gồm Na2SO4 và NaOH, tức là có 3 ion SO4 2 trừ Na cộng OH trừ. Được chưa? Bây giờ là muốn có OH trừ á, là như vậy á, là bên này nè, tại cá tốt á, là CO2 cộng điện phân nè, rồi sau đó đến nước điện phân nè, bên này á, là Cl trừ bị điện phân nè, và Cl trừ cũng điện phân hết luôn. Cl trừ cũng bị điện phân hết luôn. Như vậy là muốn Cl trừ điện phân hết thì có khả năng là điện phân hết tới Cl trừ là xong, hoặc là có thêm nước điện phân. Vì đề không nói thêm dữ kiện gì cả, mình chỉ biết là Cl trừ không còn, là Cl trừ hết. Vậy thì có khả năng Cl trừ hết xong là đến nước điện phân.
Vậy á, là CO2 cộng và CL trừ điện phân hết nè. Như vậy đây cô điện vào đây A này 2A. Này A thì chưa. CL trừ cũng điện phân hết luôn. Cho nên này 3A. Này là 1,5A. Cái này 3A này, được chưa? Được chưa? Còn cái hai bên này thì cô không biết thì cô sẽ đặt ẩn số ha. Cái này là B, 2B. Và B, cái này 2B. Cái này 2B. Còn cái này C, 4C. 4C này. Rồi 4C luôn này. Này 2. Như các em biết là quá trình điện phân á, khi còn dòng điện thì nước bên này cứ điện phân và nước bên này cứ điện phân. Nhưng mà khi cô dừng điện phân ngay á, khi cô dừng điện phân thì lập tức OH trừ này nè ở bên đây sẽ tác dụng với H cộng bên đây cho ra nước lại. Và như vậy là trong quá trình này á, là vì sau khi cô dừng điện phân xong cô thu được dung dịch và dung dịch đó có chứa OH trừ. Dung dịch đó có chứa OH trừ cho nên trong phản ứng này là H cộng phải hết. Rồi cái điện này 4C. Cái này 4C. Vậy thì OH trừ dư là bao nhiêu? OH trừ dư là bao nhiêu? Dư là lấy 2B trừ 4C. 2B trừ 4C là sẽ bằng bằng A. Bằng cái OH trừ có trong dịch sau điện phân đấy, được cô đặt này. Đó. Và cái OH trừ này á, sẽ hòa tan Al. Đồng ý chưa? Đồng ý chưa? Số mol Al cô có rồi. Al à không, Al không có. Al dư. Al mà dư thì OH trừ đi phải hết này. Vậy số lít hydro là 1,68 chia 2,4, 1,68 chia 2,4 là bao nhiêu ta? Như 0,075, 0,075. Không biết 0,75 đúng rồi. L dư thì đi phải hết chứ. Trời cô điền lộn nha. Cái này là 0,075 thì OH trừ sẽ là 0,05. Vì lấy cái này nhân 2 chia 3 là 0,05. Tức là A bằng 0,05. Yeah. Mà đề lại cho là cái gì? Đề lại cho là khối lượng dung dịch giảm 10,375 gram so với dung dịch ban đầu. Như vậy là cô có ba ẩn số là nghe A, B và C nè. A, B và C nè. Rồi khối lượng dịch giảm đi 10. Vậy mà dịch giảm bằng gì đây? Khối lượng dịch giảm là bằng khối lượng kim loại cộng khối lượng khí là bằng MCU cộng MClO2 cộng MOC cộng MHydro. Dung dịch giảm đề cho 10,375. CU là 64 nhân A. Clo là 71 nhân 1,5A. Oxy là bao nhiêu? 32C. Hydro là 2B. Rồi, cô cộng vô. Cô có gì? 64 cộng 71 nhân 1,5 bằng 170. 170,5A cộng 2B cộng 32C bằng 10,375. Rồi bảo toàn E hai vế ha. Bảo toàn E hai vế là cô sẽ có là 2A cộng 2B bằng 1,5A cộng bằng 1,5A cộng cho C là cũng giống vậy rồi. Nếu bảo toàn A là cũng ra phương trình y vậy luôn. Bảo toàn A là gì đấy? Là 2A cộng 2B bằng 3A cộng 4C. Là mình cũng tính ra là bằng 2B trừ 4C bằng A. Ủa, ở trên này là đúng rồi.
Mà mình là có 3 phương trình thôi, mình bấm luôn ha. Rồi, vậy từ đây cô giải ra đây phương trình số 1 nè. Đây phương trình số 2 nè. Đây phương trình số 3 nè. Rồi, cô giải nha. 0, 2, trừ 4. Không làm lại. 1, 5, 2, 1, trừ 2. 4, 0, 1, 0, 0, 0,05, 170,5, 2, 3, 10,375. Cô giải ra là A bằng 0,05. B bằng 0,125. Và C bằng 0,05. Bây giờ đề hỏi thời gian T. Mà các em biết rồi, thời gian T là NE sẽ bằng Y nhân T chia 96500. Vậy thời gian T sẽ bằng là NE nhân 96500 chia cho Y. Các em nhớ là NE là bằng gì? NE là bằng số mol A tại mỗi điện cực. Các em tính bên nào cũng được hết á. Bên này được, bên này cũng được. Vậy thì cô sẽ có gì? Cô thay vào nha. NE là bằng 2A cộng 2B. T bằng 2A cộng 2B. Nhân 96500. Không tính, cái này là nếu tính 96500 là lấy đơn vị theo giây hả? Chia 1,34. Rồi, cô có hả? Là cô có là 176.473 giây. 176.473 giây. Đổi ra giờ là chia 3.600. Bấm lộn rồi. 2 nhân 0,05 cộng cho 2 nhân 0,125. Rồi, T là bằng 25.205 giây. Đổi ra giờ là bằng 7 giờ. Câu B. Các em có thắc mắc gì thì nhớ hỏi. Cô rất vui lòng được nghe những comment của các em. Chúc các em học tốt môn hóa học.